Tiếp tục cập nhật về vụ việc ông Lại Quốc Đạt, chi cục trưởng chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, túm áo tát cảnh sát giao thông gây xôn xao dư luận. Trao đổi với phóng viên VTC14, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với ông này. Tuy nhiên, vì sao sau khi bị kỷ luật, ông Đạt vẫn đến cơ quan làm việc? Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã làm hết trách nhiệm trong vụ việc này hay chưa? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự dưới đây của chúng tôi. Trao đổi với phóng viên VTC14, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Lại Quốc Đạt, chi cục trưởng chi cục dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh. Ông Đạt bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với các hành vi sử dụng rượu bia trong giờ hành chính, điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức phạt kịch khung, không chấp hành kiểm tra, có biểu hiện chống đối cản trở lực lượng cảnh sát giao thông xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 1 vừa qua. Sau khi mà xảy ra vụ việc thì chúng tôi cũng đã báo cáo Đảng ủy khối doanh nghiệp, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp đánh giá thì xem xét kỷ luật về tư cách của người đảng viên. Thì Đảng ủy Sở Y tế cũng đã báo cáo với lại Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp, và cũng đã Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp cũng đã thành lập tổ công tác sau khi mà kiểm điểm, thì cũng đã ra cái hình thức kỷ luật về bên Đảng là hình thức cảnh cáo với đồng chí Lại Quốc Đạt. Ông Tái cũng cho biết, trong quá trình làm việc, ông Lại Quốc Đạt là người nhiệt tình, có chuyên môn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi xảy ra sự việc, ông Đạt đã nhận thức được những sai phạm của mình, cảm thấy ăn năn, hối lỗi. Đồng chí Đạt thì rất là nghiêm túc thôi. Đồng chí cũng rất là hối hận và cũng nghiêm túc kiểm điểm. Như vậy là chúng tôi cũng nhìn nhận vấn đề này là đồng chí rất là cầu thị thôi. Và cũng mong muốn là có cái sự giúp đỡ của ngành cũng như là Sở Y tế. Thì là vì đồng chí là cũng từng qua bộ đội nhiều năm, sau đó đi học bác sĩ, sau đó về thực hiện các cái nhiệm vụ thì cũng rất là tốt. Sở Y tế cũng nhìn nhận một cách nghiêm túc và cũng kiểm điểm rất là nghiêm túc, chứ không bao che. Nó là một cái rất là rõ, và chúng tôi cũng thấy rằng là lấy cái đó là cái bài học cho các cán bộ trong ngành y tế. Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo vì hành vi sử dụng rượu bia trong giờ hành chính, điều khiển ô tô khi nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép, cũng như là có những hành vi chống đối, không chấp hành tín hiệu của lực lượng cảnh sát giao thông, ông Lại Quốc Đạt, chi cục trưởng chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang vẫn đến cơ quan làm việc bình thường. Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên vào buổi sáng ngày hôm nay, ông Đạt đã từ chối trả lời với lý do bận việc gia đình. Trước đó, người dân phát hiện ông Đạt lái ô tô phóng nhanh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi lực lượng chức năng xử lý, ông Đạt không chấp hành mà thẳng tay túm cổ áo một trung úy cảnh sát giao thông, kèm theo lời lẽ coi thường, xúc phạm. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của ông Đạt vi phạm ở mức 0,4mg trên 1 lít khí thở, mức cao nhất. Ngay sau đó, Công an thành phố Tuyên Quang đã xử phạt ông Đạt 3 triệu đồng vì hành vi cản trở cảnh sát giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng ban hành quyết định xử phạt ông Đạt trên 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe gần 2 năm theo quy định.